chào quý vị và bà con. Trường gió Đông Nam thịnh hành trên khu vực Vịnh Bắc Bộ, trong khi trường gió Đông Bắc đến Đông đang bao phủ trên khu vực Biển Đông. Bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Dự báo là vào khoảng gần sáng ngày mai, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh nằm ở khu vực phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các tỉnh nằm ở khu vực phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh thì từ gần sáng mai, ở phía Đông Bắc Bộ sẽ có mưa rải rác, Bắc và Trung Trung Bộ từ ngày mai có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông, gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền mạnh cấp 3, ở vùng ven biển mạnh cấp 4, cấp 5. Ở khu vực Vịnh Bắc Bộ, vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực Bắc Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, từ gần sáng mai sẽ có gió đông bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Trong 24 giờ tới thì bộ phận không khí lạnh phía Bắc tiếp tục tăng cường và ảnh hưởng đến thời tiết khu vực nước ta. Từ ngày 20 thì không khí lạnh suy yếu và di chuyển dần ra phía Đông. Sau đó khoảng ngày 22, ngày 23, các khu vực trên có khả năng chịu ảnh hưởng của đợt không khí lạnh tăng cường mạnh. Khu vực vùng biển phía Nam nằm ở rìa phía Nam của hệ thống thời tiết phân tích trên với hoạt động của trường gió Đông Bắc có cường độ trung bình. Sau đây là dự báo cho các vùng biển trong 24 giờ tới. Vùng biển phía Bắc Vịnh Bắc Bộ, không khí lạnh về đem lại những dải mây màn phát triển trên diện rộng. Trong chiều nay, khu vực Vịnh Bắc Bộ trời sẽ không mưa, gần sáng ngày mai có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông mạnh cấp 3, cấp 4. Gần sáng ngày mai thì gió chuyển sang hướng đông bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8. Các phương tiện tàu thuyền, đặc biệt là tàu thuyền thô sơ, hạn chế ra khơi. Vùng biển phía Nam Vịnh Bắc Bộ, thời tiết trên khu vực cũng tương tự như ở phía Bắc. Trong chiều nay thì trời tạnh ráo không mưa, gần sáng ngày mai thì có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Tầm nhìn xa là trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông mạnh cấp 3, cấp 4. Gần sáng ngày mai gió chuyển sang hướng gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động, không thuận lợi cho tàu thuyền ra khơi và đánh bắt trên biển. Vùng biển Quảng Trị đến Quảng Ngãi bao gồm đảo Cồn Cỏ, Lý Sơn. Trong hôm nay và ngày mai, khoảng thời điểm từ sáng đến chiều, khu vực này thời tiết tạnh ráo không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông mạnh cấp 4, cấp 5, biển bình thường, thuận lợi cho các hoạt động khai thác và đánh bắt trên biển. Xu hướng từ đêm không khí lạnh gây ảnh hưởng nên gió đông bắc sẽ mạnh dần lên, thời tiết trên biển chuyển lạnh dần từ ngày mốt, ảnh hưởng đến năng suất khai thác của tàu thuyền. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận bao gồm đảo Phú Quý, thời tiết ổn định có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc hoạt động mạnh cấp 4, cấp 5, biển ổn định, thuận lợi cho các hoạt động của bà con ngư dân. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau bao gồm Côn Đảo, khu vực vùng biển phía Nam thời tiết ổn định, trời nắng nhiều hơn và có cảm giác oi bức vào giữa trưa. Hôm nay và ngày mai thì vùng biển từ Bình Thuận cho đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc hoạt động mạnh cấp 4, cấp 5, biển bình thường, thuận lợi cho việc di chuyển của các đàn cá, năng suất đánh bắt trong thời kỳ này khá ổn định cho sản lượng cao. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang bao gồm đảo Phú Quốc, Thổ Chu. Trời nắng nhiều, mưa dông cũng chỉ ở mức vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông hoạt động mạnh cấp 3, cấp 4, biển bình thường. Xu hướng trong vài ba ngày tới, trạng thái biển ổn định hầu như không có sự thay đổi gì nhiều, nên thuận lợi cho việc di chuyển và đánh bắt của tàu thuyền. Tàu thuyền đánh bắt xa bờ cũng có thể ra khơi an toàn. Vùng biển Vịnh Thái Lan, mây dông phát triển ở phía Tây Nam, hôm nay có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Ở phía Đông thời tiết lại ổn định hơn, trời trong và ít mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông mạnh cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông và huyện đảo Hoàng Sa, thời tiết ổn định, có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông mạnh cấp 4, cấp 5. Gần sáng mai thì gió chuyển sang hướng đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động. Sau đó từ chiều mai thì mây phát triển nhiều hơn và bắt đầu gây mưa. Trong vài ba ngày tới thì sóng gió ở mức độ cao, không thuận lợi cho việc di chuyển và hoạt động của tàu thuyền. Khu vực giữa Biển Đông từ 10 đến 15 độ Vĩ Bắc, trời quang đãng và hầu như không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc hoạt động mạnh cấp 4, cấp 5, biển bình thường, thuận lợi cho các hoạt động trên biển. Trong giai đoạn này thì nghề đánh bắt xa bờ như câu mực, cá ngừ đại dương cho năng suất ổn định. Xu hướng trong vài ba ngày tới, vùng biển sẽ ấm dần lên nên sẽ rất thuận lợi cho việc đánh bắt những ngày cuối năm. Khu vực phía Nam Biển Đông bao gồm khu vực phía Nam quần đảo Trường Sa, Huyền Trân, Song Tử Tây. Trời trong xanh và ít mây, khả năng chỉ có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc hoạt động mạnh cấp 4, cấp 5. Tàu thuyền đánh bắt xa bờ có thể hoạt động bình thường.
Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời tiết biển ngày hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại.